Mẹ của nữ sinh bị tạt axit cho biết vẫn chưa nhận được 300 triệu của Trương Ngọc Ánh đã hứa trao cho con gái mình. Mẹ của nữ sinh viên bị tạt axit Thu Hương cho biết diễn viên Trương Ngọc Ánh mới chỉ trao bảng tượng trưng chứ chưa trao trao tiền như đã hứa. Mẹ của nữ sinh viên bị tạt axit tên là Thu Hương cho biết diễn viên Trương Ngọc Ánh mới chỉ trao bảng tượng trưng chứ chưa đưa tiền như đã hứa ngồi lặng lẽ một góc dự phiên tòa sơ thẩm xét xử ba bị cáo gây ra thương tích cho con gái mình với một khuôn mặt hốc hác tiêu tùy của một người mẹ sau một năm cùng con gái vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần bà lộc nghẹn ngào nói nhìn thấy hương mặc cảm tự ti vì khuôn mặt bị hủy hoại của mình cô đau lòng lắm gia đình cũng đã làm mọi cách dẫn hương đi chữa trị khắp nơi nhưng một mắt của con bé không cứu được từ một đứa trẻ hoạt bát tự tin với vẻ ngoài xinh đẹp Giờ nó chỉ biết ra mình trong phòng, ngài tiếp xúc với mọi người bởi vì khuôn mặt đã bị hủy hoại. Bà Lộc cho biết hoàn cảnh gia đình của bà khó khăn, hai vợ chồng làm rẫy để nuôi bốn đứa con ăn học, Hương là niềm tự hào của gia đình. Nào ngờ đang học năm thứ hai thì bị người yêu của bạn cùng phòng thuê người tạt axit để trả thù, khiến cho Hương phải sống trong cảnh đau đớn với khuôn mặt không lành lặn. Nhớ lại, Lúc mới xảy ra vụ việc, bà Lộc cho biết gia đình bà vô cùng cảm ơn những người bạn, những mạnh thường quân đã đến hỏi thăm, động viên và giúp đỡ cho Hương vượt qua những mặc cảm của bản thân để tiến hành chữa trị phẫu thuật thẩm mỹ. Bà cho biết sau ngày xảy ra vụ việc, cô Trương Ngọc Ánh có vào trong viện hỏi thăm Hương và gia đình. Tôi rất xúc động trước tấm lòng, tấm lòng chân thành của cô Ánh. Hôm đó cô Ánh đã giúp đỡ 30 triệu đồng cho Hương để đóng tiền viện phí và cũng hứa sẽ đài thọ 300 triệu đồng cho Hương để phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau đó gia đình chúng tôi chỉ nhận được một bảng trao là 300 triệu đồng, chứ vẫn chưa nhận được số tiền 300 triệu đồng như cô Trương Ngọc Ánh đã hứa. Cũng theo lời bà Lộc, việc chữa trị chi phí cho Hương tốn rất nhiều tiền, các đợt qua Thái Lan để phẫu thuật lãnh trong nước, nhờ có sự ủng hộ giúp đỡ của các quý nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình bà rất nhiều. Tiền ủng hộ là của người ta cho, Họ tự tìm đến giúp đỡ gia đình chúng tôi chứ không phải chúng tôi xin của ai. Tôi rất biết ơn những người đã giúp đỡ, đã ủng hộ cho Hương để có động lực, có niềm tin vào cuộc sống. Tiền là của họ, cho thì chúng tôi nhận chứ đâu dám đòi hỏi gì. Chuyện cô ảnh hứa cho 300 triệu thì tôi cũng không rõ vì sao không cho nữa. Chỉ cho bạn chứ không cho tiền, bà Lộc chia sẻ. Theo bà Lộc thì vào tháng 8 năm 2017, Hương sẽ tiếp tục sang Thái Lan để chữa trị phẫu thuật khuôn mặt. Liên lạc với nữ nhân viên Trương Ngọc Ánh, chị cho biết cảm thấy bị tổn thương khi tiền tuổi của mình được đem ra bàn tán, trong khi sự việc chỉ là hiểu lầm giữa các bên. Cụ thể, chị Trương Ngọc Ánh cho biết số tiền 300 triệu mà chị hứa giúp đỡ cho Hương là để phẫu thuật khuôn mặt. Chị chỉ đứng ra với tư cách là cầu nối để giúp Hương đến một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Nhãn hàng này hứa sẽ tài trợ toàn bộ số tiền mà Hương phẫu thuật tại đây, có thể là hơn 300 trăm triệu đồng nhưng họ vẫn sẽ chi trả. Tuy nhiên trong quá trình tiến hành phẫu thuật thì nhân viên trực tiếp tham gia để giúp đỡ Hương của bệnh viện thẩm mỹ này là chuyển sang một bệnh viện khác, đồng thời kéo Hương sang bệnh viện kia để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, quảng cáo cho bệnh viện kia. Sau đó thì Hương đã được bệnh viện kia tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ nhưng gia đình Hương lại quay ngược lại đòi 300 triệu đồng từ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Có thể bà mẹ đã hiểu lầm cũng như không hiểu ý của chị, chị chỉ hứa làm cầu nối giúp đỡ Hương để Hương được để bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí chị cũng đã trao 30 triệu đồng ngay tại bệnh viện khi vào thăm hương để giúp cho gia đình trang trải viện phí. Một năm chị đi làm từ thiện rất nhiều trường hợp, chị cảm thấy bị tổn thương khi tên tuổi của mình lại bị đưa vào những vụ ồn ào như thế này, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh chia sẻ. Cũng theo chị Trương Ngọc Ánh thì chị cũng không biết là vụ việc lần này có ai đó đứng đằng sau giật dây để hạ uy tín của mình hay không. Khi một số dự án liên quan đến thẩm mỹ viện của chị sắp sửa được ra mắt, chị cũng hy vọng là Hương sớm được bình phục và hòa nhập trước cuộc sống.